Ngọc Anh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Nối tiếp một series nhà diện tích rộng thì không thể bỏ lỡ video này mọi người ơi. Với cái diện tích 61m² thiết kế và xây dựng là 3 tầng, hướng nhà là hướng Tây Nam, ngôi nhà này thì đang vào phần hoàn thiện cuối cùng để quý vị có thể dọn đồ về ở. Sổ đỏ chuẩn chỉnh, ô tô đỗ cửa, xung quanh dân cư đông đúc, hàng xóm thân thiện, vị trí giáp với lại khu đô thị Đô Nghĩa gần với trường đại học Phenica. Cụ thể thì thuộc Đông La Hoài Đức, sổ sách chuẩn chỉnh, mặt tiền 4m, hướng nhà là hướng Tây Nam, ngôi nhà này thiết kế 3 tầng xây mới, chuẩn chỉnh về ở được. Trong khoảng tầm 1 tháng nữa là quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Thực tế nếu như căn nhà này mà hoàn thiện gấp rút thì nó chỉ khoảng tầm 2 tuần là xong hết thưa quý vị. Và mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể ngôi nhà 61m² này, xem 61m² thiết kế ra làm sao. Đây ạ, phần tầng 1 của ngôi nhà, đây là phần để xe. Quý vị nhé, ở đây thì bãi đỗ xe ngày đêm thoải mái, cách chỉ có 50m thôi, cho nên không nhất thiết ô tô phải vào nhà. Còn thực tế nếu như cái căn nhà này thì ô tô nhỏ, ô tô 4 chỗ thì có thể vào được. Còn ô tô to thì xin mời đi gửi giúp em nhé, bởi vì cái vị trí gửi xe ở đây rất là gần. Và cái giá gửi xe thì cũng rất là rẻ, chỉ 600.000 một tháng thôi. Đó. Và với cái vị trí này thì phù hợp với bác nào đi làm ở Hà Đông, đi làm ở Hoài Đức, đi làm theo trục đường Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài, tiện ích cơ sở vật chất xung quanh, chợ trường phường trạm đầy đủ hết cho quý vị, phạm vi bán kính khoảng tầm 500m, đầy đủ tiện ích dân sinh hoạt xung quanh, đi lại thuận tiện. Từ vị trí ngôi nhà này cách với trường đại học Phenica khoảng tầm 2km, cách với bến xe Yên Nghĩa khoảng tầm 2,5km thưa quý vị. Và căn nhà này thì 2 tuần nữa là xong hết mọi người nhá. Còn tất nhiên sổ đỏ chuẩn chỉnh với cái căn diện tích rộng như thế này thì Ngọc Anh cứ quay trước cho quý vị tại thời điểm hiện tại thôi. Còn nếu như đến lúc mà hoàn thiện xong hết, chỉnh chu, đầy đủ hết về điện đó cũng như là đẹp long lanh mà vẫn chưa bán thì Ngọc Anh lại quay lại một lần nữa để gửi cho quý vị nhá. Tầng 1 ngoài phần để xe thì đây là phần phòng khách rất là rộng mọi người ạ. Đấy. Gạch lát nền, kích thước gạch 60-90. Nghe kích thước rất là lạ đúng không ạ? Rất là đẹp luôn. Và với cái hệ thống trần thạch cao, rồi đã đèn LED đều đang là hoàn thiện nốt. Gạch granite rất là đẹp, màu vân ghi đá mọi người ạ. Và đây là phần không gian phòng bếp, tủ bếp thì chưa lắp. Nói chung là về những cái phần hoàn thiện cơ bản bên trong nhà, lắp đặt nữa thì rất là nhanh. Đây là phần tủ bếp, tương đối là rộng rãi. Hướng nhà là hướng Tây Nam, mặt tiền 4m, mặt hậu 4m quý vị nhá. Đó. Một phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1 đây. Với những cái căn diện tích rộng này thì không quá nhiều ở trên kênh, cho nên chưa hoàn thiện xong thì Ngọc Ánh cũng sẽ cố gắng quay những cái căn như thế này để gửi tới cho quý vị. Quý vị có thể cân đối xem là tại thời điểm này mình có thể mua được không, có thể chốt được không. Toàn bộ cầu thang đi lên, thiết kế là đá tự nhiên lên phía các tầng mọi người ạ. Nằm ở trong khu dân cư đây, mọi người có thể nhìn thực tế rất là thoáng. Và sau đây mời quý vị theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Và chiếc vía tầng 2 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị như sau. Hai phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau. Đây, phòng ngủ đầu tiên, cửa sổ thông thoáng. Bên cạnh là hẳn một vườn lan mọi người ạ. Đây, quý vị có thể nhìn thực tế nhé. Đây là bãi gửi xe ô tô ngày đêm cho quý vị, ngay cạnh nhà. Cách nhà có 50m thôi. Phòng ngủ rất là rộng. Một phòng vệ sinh khép kín. Đó. Đây là trên phía tầng 2, phòng ngủ phía bên trong. Lát sàn gỗ mọi người ạ. Nói chung là những cái cơ bản hoàn thiện trong này nữa thì rất là nhanh. Cho nên là Ngọc Anh review cho quý vị chuẩn chỉnh. Đây là phần phòng ngủ tầng 2, phòng vệ sinh tầng 2 của cái căn phòng này. Thiết kế rất là hợp lý. Mỗi một phòng ngủ, một phòng vệ sinh. Đây. Đây là phần để cửa mọi người nhé. Còn đây là phần ban công hướng ra phía bên ngoài. Đó. Rất là thoáng. Hướng nhà là hướng Tây Nam. Trước mặt chúng ta thì đang còn một lô đất rất là rộng, chưa xây. Tuy nhiên thì thực ra mà có xây lên thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến nhà mình, mà thực tế nó che nắng đi để càng mát hơn. Đó. Phòng ngủ rất là rộng này. Tất cả hệ thống trần thạch cao đều được lắp đặt này. Hệ thống điện nước là sắp tới đây là sẽ lắp cho quý vị này. Màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng. Mỗi một phòng ngủ, một phòng vệ sinh. Đó, có như thế nào thì Ngọc Anh quay review cho quý vị là như vậy. Mỗi một căn nhà, mỗi một khổ đất cũng như mỗi một chủ đầu tư thiết kế và xây dựng khác nhau, gần như không nhà nào giống nhà nào đâu. Cho nên quý vị cố gắng xem
cố gắng xem từ đầu đến hết video nhé. Và mời quý vị theo em lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và quý vị ơi, ngồi đang đứng ở trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Hiện tại thì ngôi nhà đang chưa có điện đâu, cho nên mọi người có thể thấy nhìn thực tế cái ánh sáng tự nhiên vào trong không gian nhà. Trên phía tầng 3 thiết kế một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tầng 3 thiết kế cho quý vị như sau. Một phòng ngủ riêng, đây, một phòng vệ sinh riêng. Cái căn nhà này thiết kế rất hay nhá, bởi vì diện tích nó rộng, cho nên tầng 2 thiết kế cho quý vị hai phòng ngủ. Hai phòng ngủ đấy thì là phòng ngủ theo kiểu master, phòng vệ sinh ở bên trong luôn. Và ở trên tầng 3 này cũng vậy. Đây, phòng vệ sinh rất là rộng đây mọi người ạ. Này, trong tất cả các phòng vệ sinh được ốp toàn bộ gạch lên trên tới tận trần, rất là sạch. Phòng vệ sinh nào cũng có cửa sổ ô thoáng. Và phòng ngủ thì rất là rộng, vuông vắn. Đây mọi người có thể nhìn thực tế cửa sổ ở phòng ngủ đây. Đây là trên phía tầng 3. Thực ra đứng từ đây thì mọi người sẽ nhìn rõ hơn bãi gửi xe ô tô đây. Này, đó. Vườn lan xung quanh. Vị trí gần như nó giáp với khu đô thị Đô Nghĩa. Từ vị trí này đi ra khu đô thị Đô Nghĩa là 1,2 km mọi người ạ. Đây là phần sân phơi. Siêu rộng cho quý vị. Đó. Và phần cuối cùng, một phòng riêng đây là quý vị có thể thiết kế làm phòng thờ. Phòng nào cũng có ban công, thiết kế căn nhà này theo kiểu hiện đại, tương đối mọi người ạ. Đó. Wow. Siêu rộng, siêu thoáng, siêu mát. Ngọc Anh xin nhấn mạnh và nhắc lại cho quý vị, với căn nhà diện tích 61m², hướng nhà là hướng Tây Nam, mặt tiền 4m, mặt hậu 4m, thiết kế tương đối là hợp lý. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể, vui lòng liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh, nhà tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.